Bãi biển. Bãi biển ở Hang Câu, đảo Lý Sơn. Bể nước biển thì rất trong và sạch. Rất trong và sạch luôn. Mình thấy được đáy luôn. Rất trong. Thì mình thấy được mấy cây rong rêu luôn này. Cũng trong lắm. Trong lắm, nó trong mắt luôn, mình thấy được đáy luôn á. Mình thấy được đáy nè mấy bạn thấy không? Ồ, cá kìa, cá kìa, cá kìa. Ở trời kìa, cá kìa, cá kìa, cá kìa. Ồ, cá ơi, cá ơi, cá đẹp quá. Ồ, nó trốn mình rồi. Nó trốn mình mất tiêu rồi. Nó thấy mình sợ quá, nó thấy mình nó sợ quá, nó trốn rồi. Nó chờ luôn kìa. Bắt chờ luôn kìa. Thì từng đàn đàn luôn mấy bạn ơi. Đàn đàn luôn kìa. Từng đàn luôn kìa. Ui, cá to nữa kìa, con cá to chà bá lửa luôn kìa. Có em cá to chà bá lửa luôn kìa. Cái đằng kia kìa. Ui, to chà bá lửa luôn kìa. Kìa em cá kìa. Em cá to chà bá lửa luôn. Nhưng mà mấy bạn đi ở đây nhớ, mấy bạn nhớ mang dép nha. Dép. Tên nhớ mang dép, dép kẹp á. Tại vì ở đây cái bãi biển của nó nhiều san hô chết lắm, cho nên nó bén lắm. Cá kìa. Ơ ừ, cá ơi, cá ơi, cá to quá. Cá ơi, có con cá màu xanh nữa kìa. Có con cá gì nữa xanh lè kìa. Kìa 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 kìa. Kìa màu xanh lè luôn. Ui, màu xanh lè luôn. Một con cá kìa, con cá kìa. Có em cá to quá kìa. Nó núp trong kia rồi kìa. Núp kìa. Một em cá to thật to. Ồ, nó núp ở dưới đây nè. Quá trời luôn á. Ồ, có cái con gì kìa. Cái con này là cái con gì kìa. Cái con gì mà kìa. Con gì kìa. Con này là con gì. Con gì. Thấy cái chân của nó dài dài dài. Ghê quá à. Không biết con gì nữa. Con rít hay là con gì vậy mấy bạn? Con rít hay con gì thế này? Ơ, thấy ghê không? Thấy ghê không? Con rít hay con gì á? Ồ, cá từng đàn, đàn kìa. Cá từng đàn, đàn luôn. Hết trời quá đất luôn. Ở đây ra biển nó từng hủng vậy á. Xong nó có rêu, xong nó có cá. Nhưng mà cá nó đúp ở dưới. Ở dưới, dưới mấy cái tảng đá đồ nè. Biển nó rất trong và sạch. Cá quá trời luôn. Biển trong và sạch lắm mấy bạn. Trong và sạch lắm luôn á. Nhiều cá lắm. Đây là hang câu. Hang câu ở đảo Lý Sơn nha mấy bạn. Đây nó rất trong và sạch. Sạch lắm đó. Nó không có rác. Nó không có rác gì hết trơn. Nó rất là sạch sẽ. Trong lắm. Mình thấy đáy luôn đây nè. Mình thấy đáy, thấy cá, thấy san hô. Thấy rêu nè. Cái là cái bãi của nó, mình đi bộ thôi á. Ôi, có một em ốc gì hay em gì kìa. Kìa 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 kìa.
cái móc hay gì kìa, mình học qua xong mình bắt nha. Ồ, em này em gì đây, ốc gì đây, ốc gì nữa, rất là nhiều luôn, toàn những sinh vật sống không à. Nói chung là biển ở đây rất là sạch. Ở đây cũng ít khách du lịch lắm. Ôi cái con đó, cái con gì kìa mấy bạn ơi, cái con gì thấy ghê quá vậy, cái con gì thấy ghê quá nè mấy bạn, cái con này, cái con gì thấy ghê quá, bạn nào biết nói thì mình biết, cái con này là con gì thấy ghê quá à. Ui, nhìn ghê quá, nhìn cũng sâu quá à. Thấy ghê quá à. Kinh khủng quá à. Em biết con này con gì không em? Đĩa biển á. Ê ghê quá vậy, nó cắn không? Cắn. Ghê vậy hả? Con đĩa thường hút máu con một lon coca với con này hút cả thùng bia đó. Trời ơi ghê vậy. Ôi ghê quá, con đĩa hả? Mẹ ơi. Này con đĩa biển nè. Bạn nào chưa biết đĩa biển thì đây nè, con đĩa biển đó. Trời ơi ghê không, nó to chà bá luôn. Vậy mình đưa cái tay vô thử đi, nghe cái đầu nó đó. Ôi. Ôi đừng có xuống dạy. Không, mấy bữa em cũng bị nó cắn rồi, rỡ ra bình thường. Ôi ghê. Ôi con này gớm lắm đó. Nó kinh lắm. Ghê quá. Không nói là bóc lên không? Không, không bóc đâu. Không có can đảm thôi, nhét lắm. Con đĩa biển. Trời gì mà ghê vậy? Thì bởi vậy nó to chà bá luôn. Ôi nó to chà bá luôn á. Con này đù lên cái chết. Còn đâu. Chứ còn gì nữa? Đâu nó hút máu cỡ thùng bia thôi. Wow. Ờ thấy ghê quá à. Này bắt gì chắc chắc có cốt cái nhậu. Coi chừng nó trong đây nè, nó bò ra đó. Ôi. Nó bò nó lưỡi vô trong đây không mà. Ghê quá à. Ủa chị dân trên núi sao không biết đi biển vậy? Ờ à. Cao quá trời luôn. Chào mấy bạn nha. Bye mấy bạn nha, đem ngày mai qua đảo bé mình quay thêm cho mấy bạn coi.